Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình gặp nhau cuối tuần hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn sẽ cùng trao đổi và bàn bạc về một vấn đề mà chắc chắn rằng trong số chúng ta ở đây sẽ có rất nhiều người quan tâm. Có thể nói rằng đầu tư cho con em luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với bất cứ gia đình nào. Và các bậc phụ huynh, dù giàu, dù nghèo, dù có điều kiện hay không có điều kiện, thì cũng luôn luôn tạo điều kiện tốt nhất cho con em mình trong cuộc sống và đặc biệt là trong học tập. Chắc hẳn quý vị và các bạn đồng ý với tôi rằng tri thức là chiếc chìa khóa vàng để mở mọi cánh cửa. Và chính vì vậy, tất cả những vấn đề liên quan đến kiến thức, đến tri thức luôn được chúng ta đặc biệt quan tâm. Nhưng có lẽ trước hết, trước khi bàn vào chương trình, cho phép tôi được giới thiệu những vị khách mời đặc biệt trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ khoa học Nguyễn Trọng Do, chủ nhiệm khoa quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời thứ hai, thạc sĩ ngôn ngữ học giáo dục học Lâm Hồng Phương, giảng viên khoa quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin trân trọng kính mời hai vị khách mời cùng lên sân khấu để trao đổi với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn, và đặc biệt là muốn mời hai vị khách mời cùng trao đổi về vấn đề du học. Có thể nói rằng nói đến du học thì chắc là nhiều người trong chúng ta ở đây đã cảm thấy rất là quen thuộc và không còn lạ lẫm và mới mẻ như là nhiều năm trước đây, vì bây giờ thì điều kiện của chúng ta cũng đã khá hơn ngày trước. Và chúng tôi cũng xin được giới thiệu với quý vị và các bạn là thầy Do và cô Phương đều đã từng là những lưu học sinh. Và chắc hẳn là ngày hôm nay thì họ cũng có rất nhiều những câu chuyện có thể kể với quý vị và các bạn. Có lẽ trước hết là xin mời thầy Do và cô Phương có thể cùng giới thiệu kỹ hơn về mình một chút. Chẳng hạn như trước đây đã từng du học ở nước nào và hiện nay thì công việc chủ yếu của thầy và của cô đang là như thế nào? Tôi xin phép giới thiệu rất ngắn gọn. Từ khi nước ta còn đang có cái cuộc chiến tranh chống Mỹ thì chúng tôi được cái may mắn được đi học ở nước ngoài. Thì trong cái thời gian đó đấy thì cái việc học là nó là một cái gì nó thiêng liêng cũng như đi chiến trường. Có lẽ đấy là cũng là cái tinh thần học tập chung của tất cả những cái lưu học sinh mà của nước ta được gửi đi học tập ở các nước khác. Thế còn với cô Phương thì sao ạ? Rất là may mắn thì tôi cũng là lưu học sinh ở nước Nga. Sau này thì đi du học ở Úc thì lại là du học tự túc. Thế cho nên là cũng sẽ có những cái kinh nghiệm rất là hay. Con đường du học dù có là du học theo học bổng hay là du học tự túc thì nó không phải là một cái cuộc du lịch trải thảm đỏ. Vì vậy, tôi chỉ muốn có một cái lời cảnh báo trước, du học rất là tuyệt vời. Hãy nhìn như thầy Do và nhìn như tôi bây giờ, có thể không phải là một cái gì quá thành đạt, nhưng cũng là một cái gì tự mình làm nên bằng chính bản thân mình. Nhưng tất cả các bạn trẻ hãy hiểu rằng không phải là một cái cuộc du lịch và giải thảm đỏ sang đó chơi và có một tấm bằng mang về. Chúng ta đã vừa bắt đầu có những bước đi đầu tiên vào vấn đề được coi là sự quan tâm của rất nhiều gia đình hiện nay, đó là vấn đề du học. Nói đến du học thì có thể ở đây cũng đã có những người đã từng học ở nước này hay nước khác, hoặc là có những người chuẩn bị, hoặc là có những người mới đang trong kế hoạch, mới đang trong hoài bão và đang được coi là những ước mơ. Chúng tôi cho rằng hiện nay đang trở thành sự quan tâm của rất nhiều người, đó chính là vấn đề du học tự túc. Du học tự túc thì nó khác với những vấn đề du học của nhà nước gửi đi như thế nào, du học được học bổng ra sao, có thể là có rất nhiều sự khác nhau. Nhưng nói đến vấn đề du học tự túc thì chúng tôi có một câu chuyện mà trong quá trình chuẩn bị làm chương trình chúng tôi đã biết đến câu chuyện này. Thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi một câu chuyện của chúng tôi. Ôi giời ơi, người ta nói cấm có sai mà tôi đã nói với ông rồi, rượu chè nước từ sáng đến đêm, từ đêm đến tối như thế này thì làm sao bao giờ mới trở thành ông chủ lớn được đây. Trời ơi. Lụn bại. Cái gì? Lụn bại rồi. Làm sao mà lụn bại? Cho học thêm, hết lớp này đến lớp khác. Ôi. Chạy các cửa, tốn các thứ kiểu tiền. Cẩn thận, cho thi một lúc ba trường mà trượt cả ba thì có đâu. Ông này lạ nhỉ, con nhà người ta cũng không đỗ chứ không đâu phải mình con nhà mình. Mà không học thì ở nhà cai quản chuồng trại giúp đỡ bố mẹ nhá. Vài năm nữa nó trở thành tỷ phú nhá, giàu nhất cả cái làng này nhá. Không phải lo nhá. Đúng thế là đàn bà các. Nói thế mà nghe được à? Sao? Nói thế mà nghe được à? Hả? Bà muốn cho thằng con trai bà nó giống y xì như tôi bà. Hả? Giống thì làm sao? Ôi trời ơi, suốt ngày xỉa răng cho cá sấu, bón thức ăn cho bà ba, hiểu chưa? Nói cho biết nhá, phải lo cho nó bằng được một cái bằng đại học bằng mọi cách.
cách gì cũng phải lo bằng được, rõ chưa? Khổ lắm, tôi đã nói với ông rồi. Nhưng mà trình độ con nhà mình nó có hạn thôi, có học thế chứ học cố mãi cũng không được cơ mà. Thôi đừng nói nữa. Điên hết cái ruột gan này. Công bằng nhiều, công bằng nhiều. Phải lo cho nó có bằng được một cái bằng đại học, rõ chưa? Biết không? Bây giờ á, người ta đánh giá cái sự sang trọng của cha mẹ nhá, thông qua cái việc học hành của con cái, rõ chưa? Cho nên bằng mọi cách phải lo cho nó có một cái bằng đại học. Ông ơi, tôi bảo này, hay là cho con mình đi du học tự túc được không? Cho con mình đi du học tự túc nhá. Nếu như ông đã quyết định con mình phải có cái bằng đại học, ông cứ để tôi lo cái vụ này. Mà đã không chơi thì thôi, đã chơi là phải đến nơi đến chốn nhá, không có liều tiều vớ vẩn nhá. Nào, sao? Cái đầu óc bà với đầu óc tôi nó đã ngắn rồi nhá. Để thằng con trai đầu nó lại còn ngắn hơn nữa. Thì làm sao? Bây giờ tống ra học nước ngoài á. Tôi mà ở nhà đi ngoài ra nước. Rốt như thế ai người ta đồng ý cho nó đi học ở nước ngoài. Này, cổ nhân xưa đã có câu nhá, có tiền mua tiên cũng được nhá. Việc này ông cứ để tôi lo, ông không phải lo lắng cái gì hết nhá. Cô chú có chuyện gì mà có vẻ căng thẳng đấy ạ? Đấy, em mày thi trượt đại học, ông ấy chán đời. Đây là trông này, rượu chè suốt ngày. Ôi chà, tưởng gì. Cô chú biết không, cháu là tiếp thị siêu hạng của trung tâm Jivu Hototu đấy. Cái gì? Cái gì? Trung tâm gì? Dạ. Trung tâm gì mà lại dụ con người ta vào cái chỗ tử tù là làm sao? Chú ơi, Jivu Hototu có nghĩa là du học tự túc khắp các nước trên thế giới. Này, học đại học hẳn hoi nhá. Có thật thế không? Sao lại không thật? Ngồi xuống đây nói cô chúng ta xem nào. Thế mà ta thích đi học Anh này, Pháp này, Mỹ này, Lào này, Campuchia đều được hết. Này, sau vài năm du học trở về là trở thành dân sở tin. Tiếng Anh, tiếng Pháp cứ bắn vèo vèo. Chẳng biết học hành thế nào, cứ có cái bằng du học trở về là dọa được khối đứa. Ôi em, nhưng mà đầu óc thằng em mày nó ít chữ lắm, nó ngu lắm. Thiện tài, sao nói con ngu thế? Thiện tài, chú đừng nói em ngu, tội nghiệp. Chú yên tâm, chỉ cần bán vài tấm da cá sấu, vài tạ ba ba, này, em nhà mình có ngu cũng trở thành thông minh đột xuất. Chú có chắc là lo được cái vụ này không? Tiền nong đối với vợ chồng tôi không thành vấn đề nhá. Miễn làm sao chú lo được cho em chú đi du học vụ này. Sao lại không? Nếu mà không lo được cho em vụ này, cháu thề không nhìn mặt cô, không nhìn mặt chú, không nhìn mặt cả cái làng này luôn. Này, cô chú hình dung xem, nếu mà em cháu sau này có cái bằng du học trở về, các công ty có giải thảm đỏ mà mời ấy chứ nè. Chú ơi, em cháu cho hình chú lũ thì cứ vênh mặt mà kén chọn như thế này. Rồi. Hả? Rồi. Sao? Bây giờ là tôi quyết chứ mà, rõ chưa? Quyết nào? Bà nghe này, tôi bây giờ là tôi dứt khoát là tôi quyết đấy. Dạ. Tôi quyết rồi đấy. Dạ. Quyết sao ạ? Quyết phải du học ngay. Dạ. Tốn kém đến bao nhiêu cũng du ngay. Có phải bán cả cái trang trại ba ba cá sấu này đi cũng du. Phải không? Chính xác. Xong rồi đấy. Rồi em cảm ơn anh. Cố gắng anh giúp em sớm tí nhá. Về nhá. Vâng. Người tiếp theo. Chào sếp. Có đấy à? Vâng. Có món gì đấy? Dạ thưa chú, đây là giám đốc Michael Shop. Là em kính chào ông giám đốc Mike còn sót ạ. Đây đủ cả đấy, thế shop đâu mà shop. Dạ thưa chú, shop Michael Shop. Michael Shop. Vâng. Dạ vâng, dạ em kính chào ông ạ. Ông ngồi đây. Dạ. Sao mày chọn con gầy thế? Sếp ơi, nhìn vậy hơi bị béo đấy. Chủ một trang trại giàu nhất làng đấy. Thế à? Chào ông bác. Ông bác ngồi đi. À ngồi rồi hả? Quý hóa quá. Trông gầy mà lại béo. Thưa ông giám đốc ạ. Vâng. Bác cứ nói ạ. Sao ông lại quan tâm đến cái việc là tôi béo hay gầy ạ? Chú ơi,
sếp con muốn quan tâm đến để biết béo rồi cầy cho em nhà ta để học nơi nào thích hợp hơn. Đúng rồi ạ, để sắp xếp cho em nhà bác ấy vào cái nơi cho nó phù hợp. Vâng ạ. Ông bác này, dạ. Thế ông bác đã deposit chưa? À, trời ơi, cái này nó là đặc sản quê hương thì ai mà sẵn lắm. Deposit là cọc, chú đã cọc chưa? Ông bác đã cọc chưa? Cố nhiên là rồi, nhiều cọc lắm. Thế à? Thế quanh trang trại của tôi toàn cọc thế. Nếu mà không có cọc thì nó sống ba ba với lại cá sấu đi thì chúng tôi chết đói à. Nhưng mà này, thế bác thích cọc bê tông hay cọc tre? Ôi, cọc thì không phải cọc bê tông, cọc tre. Có nghĩa là cọc là tiền, đặt tiền. Chú đặt 5 vé chưa? Đã có 5 vé chưa ạ? À, cái chuyện đặt tiền chứ gì. Vâng ạ. Thế mà tôi cứ tưởng là có chưa? Dạ vâng, dạ có ạ. Dạ. Thưa ông, thế tại sao không cho đặt bằng tiền Việt, tiền ta của mình mà lại cứ phải đặt bằng tiền ngoại tệ? Khổ quá. Ông bác không hiểu gì cả. Thế ông bác thích cho thằng em nhà mình ra nước ngoài học hay là thích nó là suốt đời cứ bám cho đít con trâu ở làng ấy? Dạ, cố nhiên là tôi thích cho cháu nó đi nước ngoài mới đến đây. Thì thế vâng. Thế cho nên là ông bác phải đóng bằng ngoại tệ mạnh. Vâng ạ. Hiểu chưa? Dạ vâng. Đương nhiên là ông bác đã đặt tiền đặt cọc đúng không? Ông bác đã đặt cọc. Như vậy là ông bác đã đóng một cái cọc rất chắc chắn vào trung tâm chúng tôi. Rất chắc chắn đấy. Nhưng cái này mới là cái quan trọng này. Dạ. Nếu như ông bác không thực hiện những bước tiếp theo. Dạ. Hiểu chưa? Tức là không làm theo những cái thủ tục mà chúng tôi đề ra ấy. Vâng. Những cái bước tiếp theo ấy. Dạ. Thì cái tiền đặt cọc của ông bác coi như đứt. Ôi chết. Thế à? Dạ vâng, thế thì tôi phải làm nghiêm chỉnh chứ. Đúng rồi. Dạ. Thế cho nên là bây giờ thế này. Vâng. Ông bác sẽ phải đóng những cái phí tiếp theo. Vâng. Ví dụ như là phí nhà ở này. Dạ. Nhà ở. Phí ăn này. Dạ. Phí hỗ trợ vào đại học này. Dạ. Phí cầu đường này. Thôi. Phí nhiều quá tôi sợ quên mất. Cho tôi mượn giấy bút tôi ghi. À rồi. Có giấy bút. Đây. Bút đây, giấy bút. Ông bác ghi vào đi. À thôi. Ông bác. Có. Mày viết cho bác đi. Vâng. Viết đi. Tôi chép cẩn thận đừng có để sót của tôi. Không thể sót được. Vừa rồi tôi nói đến đâu nhỉ? Tôi nói đến cái phí phí cầu đường này. Rồi, phí cầu đường, sau phí cầu đường là còn có phí vệ sinh này. Vâng. Rồi là phí yêu đương này. Chết, phí... này yêu đương là cái chuyện riêng của nó. Ừ. Liên quan gì đến chuyện học hành mà tôi phải đóng phí? Trời ơi, ông bác cứ bình tĩnh, ông bác chả hiểu cái gì cả. Thằng em nhà mình nó đang tuổi yêu đương đấy. Vâng. Hơn nữa nó đi du học nước ngoài, tức là nó sống độc thân, sống một mình tự lập, bây giờ không có người quản lý hả? Mình không thuê người ta quản lý cái chuyện mà sinh hoạt cá nhân của nó ấy. Nó cứ thế nó bỏ bể sách vở, nó lao vào nó yêu đương, có lúc bấy giờ có phải phí tiền phí gạo chết của chúng bác không? Chết. Đúng rồi, cho nên phải phí trước. Đúng rồi, phải chặn trước luôn. Đấy nhá. Phí yêu đương này, phí an ninh này, phí đi trên đường này, phí ngồi trên giường này, phí nằm trong học đường này, rồi phí thì mới nhiều phí. Phí thế thì chú hết cả mặt rồi. Ui kia thằng này, mày bóp đầu cho bác đi chứ khổ quá. Ui trời ơi, nhưng mà thôi được rồi, dạ. Được rồi. Này, phí mấy thì gia đình chúng tôi cũng chịu tuốt ạ. Đấy. Dạ vâng ạ. Miễn sao mà cháu nó được đi học nước ngoài là được rồi. Đúng. Quan điểm dạy dỗ con cái của ông bác như thế là rất chuẩn. Chính xác. Đấy, nhưng mà bây giờ thế này. Sau khi mà đóng xong tất cả các loại phí rồi. Dạ vâng. Mà tức là nôm na là đã cầm được hộ chiếu và visa trong tay rồi. Rồi. Tức là thằng em nhà mình chuẩn bị là tết rồi đấy. Bay đi ạ. Ông bác định gọi là thưởng cho công ty. Thì tất nhiên là phải có rồi. Đấy, đúng rồi. Thằng con tôi cho nên là gia đình chúng tôi là không bao giờ dám quên ở đâu. Đúng rồi, ông bác sống rất có trước có sau. Là cái chuyện tình cảm. Đúng. Cái chuyện này là cây nhà lá vườn là hay nhất. Vâng ạ, hay tôi nhất. Tôi sẽ thưởng cho ông một cái con mà ui dồi ôi, răng của nó 20 phân luôn. Tụt cái đi luôn một cái chẳng bò, thậm chí kể cả voi nó cũng sợi tuốt ạ. Cái gì? Ôi dồi, chưa hiểu ạ. Ông thích da cá sấu hay cá sấu toàn phần? Cái này con vợ tôi nó đã như con khủng long, nó hợp gần hết cả cái ngôi nhà của tôi rồi. Bây giờ tôi còn bắt cá sấu phải để làm cái gì nữa? Chú ơi, đây là ý sếp nói là chú nộp thêm thưởng bao nhiêu? Ví dụ 2.000 đô chẳng hạn. Đấy, cứ gọi tiền đi cho nó gọn nhẹ. 2.000 đô tiền thưởng à? Vâng.
thưởng thôi mà, tấm lòng ấy mà, từ thiện. Nhưng mà này, thôi được rồi nhá, kể cả 2.000 đô tiền thưởng luôn nhá, chọn gói luôn đi. Tổng chi phí cái vụ này là bao nhiêu? Tổng hả? Thế lên tổng chi phí đi. Tổng hả? Thôi tổng rồi. Chạy rồi, chứ lên tổng thì xong ngay. Đây rồi, bao nhiêu xem? 9.100 oil. Oil là gì? Oil là cái gì? À, tức là euro. Euro. Đồng tiền Trung Châu Âu. Trung Châu Âu đấy. 9.100 nhé. 9.100 đấy rồi. Được chưa? Ổn chưa? Đấy, thế đấy là về phần tức là tổng chi phí. Tổng đấy. Vâng. Nhưng mà bây giờ thế này, tức là sau cái tổng đấy rồi ấy, thì bây giờ nó còn gọi là một cái chút gọi là nó gọi là cái phí gọi là phí chút cuối cùng đấy ạ. Đấy ừ, tức là sau cái phí này là không còn cái phí gì nữa đấy. Hết phí. Tức là sau cái phí này là ông bác là đi luôn đấy. Vâng. Tức là phí mỏi và mỏi dịch sang tiếng ta nó là gì ạ? Không phải dịch, bởi vì nó là tiếng Việt đơn thuần rồi. Mỏi là móc. Mỏi tức là đây là mỏi móc ấy. Tức là cuối cùng ông bác túi ạ. Nôm na là lúc bấy giờ là trong túi ông bác còn có bao nhiêu là công ty chúng tôi phải có trách nhiệm và nghĩa vụ giữ moi cho bằng sạch. Hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Hiểu chưa? Tức là vì chuyện thằng con thôi. Ông hiểu chưa? Là bao nhiêu ba mới lại cá sấu của nhà tôi được chui hết vào túi ông chứ gì? Khổ quá. Ông bác không nghe cổ nhân vẫn dạy là đời cha vo tròn đời con bóp bẹp à? À, không phải. Hy sinh đời bố để củng cố đời con cơ mà. Đấy, chú thấy không? Người ta bảo rồi, ở cái làng mình đã có mấy ai có con đi du học đâu. Chú tiếc gì cái vài con cá sấu rùa đấy. Này, mà ông bác ơi, sau này nó du học về nhé, các công ty nhé thi nhau rước nó về làm, lương tháng 7.000 đô. Lúc bấy giờ á, ông bác có mà mua cả cá sấu Amazon về mà nuôi. Cái gì đấy? Tôi quyết đi. Quyết chưa? Quyết chưa? Tôi quyết nhá. Quyết chưa? Tôi quyết cho con tôi đi du học nước ngoài. Đúng. Cho nên bây giờ tôi sẽ thực hiện đầy đủ tất cả những yêu cầu mà quý công ty buộc chúng tôi phải thực hiện. Đúng. Yêu cầu giám đốc đem giấy tờ ra đây, làm hợp đồng ngay để cho con tôi sớm được đi du học nước ngoài. Yêu cầu dạ. Đem giấy tờ ra đây, làm hợp đồng luôn. Sếp đâu thế có phải hay không? Ừ, béo ơi sếp à. Rồi đây. Rồi hợp đồng. Ông ghi ngay cho tôi câu vào hợp đồng nhá. Bằng mọi giá con tôi là phải du ngay. Du ngay. Du ngay. Du ngay. Đúng rồi. Tôi sẽ du nó nhá. Thưa quý vị, đây chính là một câu chuyện mà chúng tôi đã được biết về cái tình hình cho đứa con của mình đi du học của một đôi vợ chồng. Trước hết là chúng ta đã nghe là cái công ty đó nói về rất nhiều những loại phí mà người ta sẽ phải trả nếu như người ta muốn đi du học. Nào là phí cầu đường, phí ngồi trên giường, rồi phí nằm trong học đường, rồi phí yêu đương, rất nhiều loại phí đúng không ạ? Thực tế thì đi du học thì chúng ta sẽ phải trả những loại phí như vậy có đúng không ạ? Phí học tập chắc chắn là phải có rồi. Thế còn là ăn ở thì hoàn toàn là do mình tự túc. Bởi vì đây chính là một trong những cái cách mà ở những cái công ty người ta đã lợi dụng những cái sự mà có thể chưa rõ lắm của những bậc phụ huynh và người ta dùng đúng từ của anh ta tức là moi tiền đấy đúng không ạ? Vậy thì thưa thầy Do và thưa cô Phương, cái nhu cầu và cái mong muốn nguyện vọng cho con đi du học nước ngoài thì thực ra là chính đáng đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là cái truyền thống hiếu học ấy thì hiện nay nó chuyển sang quốc tế hóa, tức là hiếu học mà chúng ta chuyển cái việc học tập ra nước ngoài thì cũng là rất tốt thôi. Nhưng mà nếu không cẩn thận thì các loại phí đấy tổng cộng lại gọi là phí, tức là lãng phí. Thế còn cái việc học tập thì rõ ràng là học ở trong nước cũng tốt, ở trường tốt, ở nhà tốt, ở nước ngoài tôi nghĩ là đúng ra là càng tốt. Thực ra thì cái nhu cầu và mong muốn cho con đi học nước ngoài là một điều mà chúng tôi nghĩ là một cái mong muốn và một cái nhu cầu rất là chính đáng của những bậc phụ huynh. Bởi vì chúng ta vẫn nói là đi một ngày đàng học một sàng khôn và đi ra ngoài một bước là chúng ta hiểu thêm một kho kiến thức vô tận. Và sẽ thật là tuyệt vời nếu như con em chúng ta ngoài việc tốt nghiệp ở trong nước lại được đi học ở nước ngoài. Không chỉ học kiến thức mà chúng ta còn học được cả một cái nền văn hóa, rồi học về cả một cái đất nước mới và làm quen với rất nhiều con người mới thì điều đó có lẽ là rất là tuyệt vời. Thế nhưng cái cách thức mà những bậc phụ huynh chọn cái cách này để cho con mình đi du học thì liệu có đúng không ạ? Hiện nay là chúng ta đang trên cái con đường hội nhập quốc tế và cái nhu cầu đi du học là rất là chính đáng. Cái việc du học lại càng là một cái việc
nó là một cái gì đó rất là bình thường thôi. Cho nên chúng ta hãy đừng nghĩ cái việc du học là cái gì to tát, và đừng coi là một cái gì đó là ghê gớm. Mà trước khi đi du học thì chúng ta phải nên tìm hiểu rất là kỹ càng. Và chúng ta không thể nói rằng tất cả các công ty du học hiện nay đều là giống như cái công ty MOI ở trên kia. Và trên thực tế là có rất nhiều công ty người ta làm hiện nay là rất là tốt, rất là uy tín. Thế thì một trong những cái mà tôi muốn nói rằng, thứ nhất các bạn hãy tìm hiểu những cái công ty mà có uy tín. Thứ hai nữa là dù bạn đi du học ở bất cứ nước nào thì đại sứ quán nước đó nó cũng sẽ có một cái bộ phận visa riêng. Thì tốt nhất là chúng ta lên thẳng đó mà chúng ta hỏi. Thế chúng ta lên thẳng đó hỏi xong rồi thì chúng ta hẵng đến các công ty tư vấn du học. Nhưng xin được hỏi là thầy Do và cô Phương suy nghĩ gì về cái tâm lý của những ông bố bà mẹ về cái nguyện vọng mà đưa con đi học du học ạ? Tôi nghĩ còn một cái lý do nữa để họ cho con mình lên đường đi du học là đi kiếm tiền. Đây cũng là một cái tâm lý nói chung, cũng chúng ta không phải là tất cả, tất nhiên đương nhiên như vậy, nhưng cũng gặp ở khá nhiều người là người ta tương đối sĩ diện. Và thậm chí cái sĩ diện đó nhiều khi đã làm mất đi rất nhiều những cái điều quan trọng trong cuộc sống của con em mình. Có trường hợp là thậm chí chưa tốt nghiệp phổ thông trung học, thậm chí là trượt tốt nghiệp mà vẫn đi du học được. Thì có một cái bà mẹ ở Thái Bình, tất nhiên tôi sẽ không thể nói tên, bà đó là có một cái cậu con đã đi học Úc năm 1998. Khi đó thì cái cậu này là chưa hề tốt nghiệp lớp 12 mà mới chỉ là tốt nghiệp lớp 11 thôi. Thế nhưng mà khi đó thì đi học Úc rất là dễ. Họ không yêu cầu là phải có ngoại ngữ gì hết. Cứ là tốt nghiệp lớp 12, gia đình chứng minh được tài chính, và tài chính khi đó cũng rất là đơn giản. Như thế là đi. Và như vậy là thì ở cái văn phòng đó họ bảo rằng thì là cho đi và kiếm được rất là nhiều tiền. Thì văn phòng lo hết tất cả mọi thứ, bằng giả, ngoại ngữ cũng là giả. Bởi khi đó thì bây giờ nếu các bạn muốn đi du học Úc thì các bạn phải có cái điểm IELTS, tức là giống như là một cái chứng chỉ ngoại ngữ để mà thì mới đi được. Nhưng khi đó họ không cần, sang bên đó học ngoại ngữ cũng được, chỉ cần là lớp 12 thôi là xong. Thì cậu này là lớp 11 thôi, có bằng giả, tất cả mọi thứ là giả hết và được đi. Và đi sang đó thì cậu bỏ trốn ngay ra ngoài và làm bánh. Như vậy là không phải đi du học mà đi xuất khẩu lao động trái hình. Tức là dưới mác du học đó thì chúng tôi nghĩ là đây cũng là một câu chuyện mà chúng tôi cũng đã gặp và cũng đã thấy. Vậy thì mời thầy Do, mời cô Phương, mời quý vị các bạn chúng ta xem là có thật sự những câu chuyện như vậy xảy ra không? Tất nhiên câu chuyện cô Phương vừa kể chắc chắn là một câu chuyện thật, nhưng ngoài ra trong xã hội liệu còn nữa không? Hay đấy chỉ là những chuyện chúng ta nghe đồn mà thôi? Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi một câu chuyện nữa mà chúng tôi cũng đã tóm được trong quá trình chuẩn bị cho chương trình này. Xin mời quý vị và các bạn. Hello, hello, chào giám đốc ạ. Thế nào? Việc của công ty thế nào ạ? Không ổn rồi bà. Sao? Tôi vừa điều tra rồi, công ty của bà đang làm ăn ở cái mức độ tay nhặt lá chân đá ông bơ. Chết. Nhưng mà sợ hơi đấy. Sao giám đốc lại xúc phạm tôi thế ạ? Xúc phạm cái gì? Bà nên nhớ là con bà đi du học ở Mỹ. Vâng. Mỹ chứ không phải đơn giản nhớ. Đúng rồi. Cho nên bà không có cái giấy chứng nhận thu nhập hàng tháng của bà ít nhất từ 30 triệu trở lên. Con bà ở nhà. Chết. Thế thì bao nhiêu giấy tờ tôi đưa cho giám đốc không? Không ăn thua, không ăn thua. Tất cả những giấy tờ đấy không ăn thua, không giải quyết được vấn đề gì cả. Bà nên nhớ người Mỹ người ta rất nguyên tắc. Không có cái giấy chứng nhận thu nhập hàng tháng của bà thì đến tổng thống cũng ngồi nhà. Ôi. Hiểu chưa? Tôi là làm thế nào ạ? Làm thế nào? Tôi nói cho bà nghe nhé. Tất cả các con đường đã bị đào bới xới lộn lên rồi. Chỉ còn đúng một ngách để cho bà lách thôi. Lách thế nào ạ? Lách thế nào ạ? Vâng. Lách thế này này. Hiểu rồi. Hiểu chưa? Bà cứ bỏ 6 vé vào đây. Tôi sẽ đưa bà một con đường tuyệt đẹp, trải đầy hoa đến miền đất hứa. Hiểu không? Vâng ạ. Đây. Trời ơi. Úi giời ơi. Cái gì đấy? Tôi làm rất to quá. Úi giời, không phải khen. Tôi nói cho bà nghe nhé. Riêng mấy quả túi này của tôi nhé, bà có bỏ gấp 1.000 lần như thế này vào nhé, bên ngoài vẫn không thấy gì. Đấy. Hiểu chưa? Rồi, đấy. Được rồi. Quá. Bây giờ này. Thế là xong rồi. Bây giờ bà muốn tôi chứng nhận cho bà một tháng thu nhập 100 hay là 200 triệu? 200 cho nó mắc ạ. 200 hả? Ừ. Rồi, 200 triệu một tháng đúng không? Vâng. Giám đốc ơi, thế là xong rồi chứ ạ? Xong à? Vâng.
Xong nữa à? Vâng. Bà xem đây này. Đây này. Đây bà đọc đi. Bà đọc học bạ của con bà đi. Sao ạ? Nó học hành thế này thì làm sao mà đi được. Cái gì? Nó học thế nào ạ? Xếp thứ tự học sinh đứng thứ 47. Làm sao mà đi Mỹ được? Trong này chỉ có 45 cháu thôi ạ. Thì thế nó mới nhục. Lớp có 45 học sinh thì nó đứng thứ 47 thì đi Mỹ làm sao được? Đi Mỹ đình à? Hả? Đấy, giúp. Vào đây. Cái này. Năm vé nữa vào đây. Thế nhưng mà tôi sẽ lột xác nó. Ấy, sao lột xác cháu ạ? Khổ quá. Bà bỏ năm vé vào đây, tôi sẽ phải có trách nhiệm biến nó thành một đứa học sinh tiên tiến. Từ một đứa học sinh mất dạy trở thành hiền như bụt. Từ một con học rút như bò trở thành học sinh giỏi. Sau đó tôi lại dùng năm vé này làm một cái chậu nước để tẩy rửa quyển học bạ của nó. Từ một cái quyển học bạ đen xì toàn những khuyết điểm này của nó này. Đây đây bà nhìn đây này. Đấy. Trở thành một quyển học bạ thơm mùi mực của những lời khen ý đẹp của thầy cô giáo viết cho nó. Ôi quý hoa quá. Có năm vé rồi còn kêu cái gì. Thôi được rồi ạ. Con dạ cái ma nhà. Vào đây. Vâng ạ, đây ạ. Đây ạ, vâng ạ. Rồi. Trời ơi. Thấy chưa? Giám đốc hai túi. Không phải hai đâu mà còn nhiều lắm. Bây giờ thế này. Dạ. Bà cầm cái giấy giới thiệu này. Vâng ạ. Hiểu chưa? Đến gặp anh Ngưu. Nhá. Ngưu. Kim Ngưu đấy. Ngưu à? Chứ không phải Ngưu Ma Vương đâu. Dạ, nhá. Vâng ạ. Kim Ngưu. Kim Ngưu à? Ở địa chỉ này. Ôi giời ơi. Đấy. Hiểu chưa? Ôi. Xin giám đốc ạ. Xin chào giám đốc ạ. Vâng ạ, tôi về ạ. Đi đi nhá. Vâng ạ. Chào giám đốc ạ. Rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta đã thấy rằng là quả thật là cũng đã có những câu chuyện như vậy xảy ra đúng không ạ? Chúng ta cũng hiểu là tại sao đã có rất nhiều những em học sinh phổ thông trung học chẳng hạn ấy, nhiều khi ngơ ngác là bạn này rõ ràng vừa mới trượt lớp 11 xong bây giờ chuẩn bị lên đường du học một cách rất đàng hoàng. Đây là một điều cũng có thực xảy ra trong xã hội của chúng ta đúng không ạ? Trong xã hội chúng ta đúng là còn có những cái hiện tượng như thế. Rõ ràng là cái hiện tượng mà sửa học bạ thì là có. Tại vì là các cái trường nước ngoài tuy rằng họ rất là cần sinh viên đến học, họ cần thu học phí. Chính sách của các nước cũng rất cần có nước ngoài, người nước ngoài đến học để phát triển quan hệ, hợp tác, rồi thương mại, buôn bán, làm ăn, vân vân. Thế nhưng mà họ cũng phải dạy được thì họ mới nhận. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là những cái trường hợp mà toán tầm cỡ độ ở ta mà, tầm cỡ độ 4-5 phẩy đưa lên 8-9 để đi học nước ngoài thì chắc là sang cũng rất là khó khăn. Cho nên có những cái trường hợp thì không học được. Xin được hỏi cô Phương và thầy Do là vậy thì với những học sinh đấy học tập như vậy chỉ nhờ tiền của bố mẹ đi du học thôi thì họ sẽ gặp phải những cái chuyện như thế nào trong quá trình học tập ở nước ngoài ạ? Hiện nay thì có rất nhiều cháu là bắt đầu từ lớp 7 đã đi rồi nhưng mà gia đình trang bị rất là đầy đủ một cái vốn ngoại ngữ và các cháu học từ từ và đấy là học thật và chúng ta có quyền đi từ lớp 7. Thế nhưng cái trường hợp mà chị Thảo Vân đang trao đổi với chúng ta đây là cái trường hợp là bằng cấp giả. Đây tôi muốn nhấn mạnh vào cái bằng cấp giả thì nguy hiểm vô cùng. Thưa quý vị các bạn, nhưng đó mới chỉ là những cái mà chúng ta đang đưa ra. Liệu chúng ta có nói quá chăng? Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Ra này này này, ông bỏ tôi ra làm gì? Tôi nhá. Tôi nhá. Tôi cho ông lên đài lên báo nhá. Tôi lên cái gì? Công khai ra trước bàn dân thiên hạ nhá. Ông bỏ tay ra đấy, ông làm quá bằng cái thằng kẻ cướp nhá. Cướp gì cướp đi. Này này, cứu tôi ngay, đây mới là thằng cướp này. Ông làm gì hả? Ông túm cổ áo người ta sao ông lại cứu ai cứu ông hả? Ông vừa cướp vừa la làng, bỏ đấy nhá. Ai cướp la làng? Ông còn quá thằng cướp ấy. Tôi cướp cái gì của ông? Tôi nói cho nghe nhá. Thằng con tôi nó mất tích rồi. Ba bốn thằng này không cái điện đóm từ từ cái gì làm sao? Thằng con ông lại mất tích là thế nào? Chả thấy nó điện đóm từ từ. Thế không phải là nó đang đi du học ở Úc à? Ôi trời ơi. À tôi chết rồi, không điện đóm từ từ chắc là ông lại không gửi tiền cho nó hay gì. Nó hết tiền thì nó điện cho ông thế nào được. Mà này này, tôi gửi bao nhiêu lần, tôi gửi hàng tạ cá sấu. Rõ ràng ông nhận rồi cơ mà. Cá sấu nào? Tôi đã nói với ông ngay từ hôm ở văn phòng là tôi không nhận cái của nợ ấy cơ mà. Cá sấu nào? Không phải là tôi gửi cho ông cá sấu, mà tôi gửi cho tiền bán cá sấu. Rõ ràng ông nhận tất cả biên bản còn đây. Thôi, này này, thế lần sau nói năng cho nó gãy gọn nhá. Tiền cá sấu là tiền cá sấu mà cá sấu là cá sấu nhá. Ông bảo gửi cho tôi cá sấu bao giờ?
Tôi nói cho ông nghe, nếu như tôi không gửi tiền ông đưa cho tôi, không gửi sang trường cho nó thì làm sao nó sang đấy nó học được? Hả? À, tôi gửi hết rồi. Sao chả thấy nó thư thư điện đón gì về? Hay là nó mệnh hệ gì rồi? Trời ơi, một mình con tôi ở nơi đất khách quê người thế này thì trông làm sao? Bác ơi, đừng có bù lu bù loa lên như thế. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp ông nhá. Tôi sẽ báo với cả Interpol nhá, truy nã nó. Truy nã? Tôi sẽ truy nã thằng con cho ông. Thì bây giờ tôi tìm con cho ông, ông lại còn muốn cái gì nữa? Tìm con thì sao lại gọi là truy nã? Truy nã cũng là tìm à? Thế trong khi ông tìm nó thì bây giờ tôi làm được cái gì bây giờ? Ông làm gì à? Thế à? Về bán thêm một tấn cá sấu nữa. Một tấn cá sấu nữa cơ? Bán thêm một tấn cá sấu nữa đi. Từ khi tôi gặp mặt ông nhá, tôi phải đóng không biết bao nhiêu loại phí rồi nhá. Bây giờ lại phí tiếp à? Này, ông còn định xẻ ra dọc thịt tôi đến bao nhiêu? Thế tôi hỏi ông có biết là 1 km chất xám bao nhiêu tiền không? Hả? Ông có biết không? Hả? Bao nhiêu? Mà chất xám đây là chất xám ngoại hả nói nhá. Tôi lại còn làm một cái việc rất là ý nghĩa cho cuộc đời gia đình ông nhá. Là ông biết là tôi đã biến một thằng con lêu lỏng mất dạy của ông trở thành một kỹ sư có rắn mắc ngoại. Hả? Ông còn muốn cái gì? Hả? Một tấn. Giám đốc Michael xịn đây rồi. Tôi hỏi ông con tôi học như thế nào mà tốn quá. Nó vừa gọi điện về nó bảo mẹ gửi cho con 20.000 US, 10.000 thôi. Thế là nó học hành thế nào mà tốn thế hả ông? Thế con bà nó đi học ở đâu? Nó học ở Mỹ. Thế nó học ở Mỹ thì Mỹ nó tiêu tiền gì? Tiền US. Thế nó bỏ 20.000 nó rẻ quá còn gì nữa. Mỹ nó chả tiêu tiền đô la tiêu cái gì. Thế tôi hỏi ông nhá, hôm nay nó đang làm gì ở bên Ý? Nó mà không đi học thì chắc là nó đi hành thôi. Hành gì? Ok, bà chưa xem phim hành động Mỹ bao giờ à? Xem rồi. À xem rồi, thế bà không nhìn thế là nó cưỡi ngựa đội mũ phớt xong bắn súng hai tay. Này, ông đừng trả lời vô trách nhiệm như thế nhá. Chúng tôi giao con chúng tôi cho ông. Ông theo dõi hàng ngày để về ông nói với phụ huynh. Chứ ông không thể nào trả lời vô trách nhiệm như thế được nhá. Này, thế tôi hỏi bà là bà đăng ký cho con bà đi học ở Mỹ đúng không? Đúng. Nó sang Mỹ chưa? Rồi. Nó có đi học không? Có. Xong. Thế nhưng... Nhưng cái gì? Hợp đồng giữa tôi và bà như thế là hết. Nhá. Làm sao bây giờ tôi lại còn phải có trách nhiệm gì với nó nữa nào? Trong hợp đồng nhá, ông lo cho cháu ở bên ấy từ A đến Z nhá. Ông theo dõi nó nhá. Trong hợp đồng ông ghi thế nhá. Trách nhiệm là trách nhiệm nó cũng vừa phải đấy chứ. Bây giờ làm sao mà tôi đã đưa nó sang đấy rồi, bây giờ tôi lại phải đi cũng lại đi bên cạnh nó, tôi kè tôi kèm nó à? Hả? Đấy. Thế còn mà chúng tôi ăn cám à? Nó đang gọi điện về nó bảo không gửi 20.000 US nhá. Thì nó lấy thằng đánh trống nhá. Mà nó lấy thằng đánh trống nhá thì tôi xé xác ông ta, tôi chấm muối đấy. Chứ phải vừa đâu. Sao lại có thằng đánh trống nào ở đấy? Đấy, nó bảo lấy thằng đánh trống nhặt rác đấy. Ôi trời ơi, con lậy hồn. Sao? Ơi mà chút. Thằng đấy nó đánh trống nhặt ra. Chứ không phải là đánh trống nhặt rác, mẹ. Đúng rồi. Mà này, dạ. Thế bà còn muốn cái gì nữa nào? Con đi du học ở Tây nhá, xong lại còn lấy được chồng Tây nhá, con được là văn nghệ sĩ đấy, đánh trống nhạc ra. Thế tôi hỏi bà, con bà như thế số đấy là số gì? Số cái con khỉ. Con Hương nhà bà tuổi khỉ à? Nhà ông tuổi khỉ. Trời ơi, con ơi, con mà lấy cái thằng đánh trống ấy thì mẹ con không được gặp nhau từ nay, con không về nữa, khổ thân. Này, tôi nói cho bà biết nhá. Chính bà mới là người phá hợp đồng nhá. Sao lại phá hợp đồng? Thế không phải à? Bà vứt tiền ra xong bà ném con bà sang bên đấy. À, bà không hề động viên cho nó học hành tử tế cho nên người. Bà lại xúi giục nó cái chuyện cặp bồ cặp mình yêu đương. Cái gì? Bà làm đi đấy. Ôi trời ơi. Thế người ta phải thuê mình, ta bỏ bao nhiêu tiền nhá. Này bà để tôi, bà để tôi. Thế này là sờ tận tay dây tận chán rồi. Ông, này im đi ông ạ. Này ông không thoát khỏi tay tôi đâu. Ông lừa bố con tôi nhá, mềm yếu nhá. Ui dồi ôi. Thôi tôi biết rồi. Ông lừa bố con tôi. Ông đừng có nói như thế nhá. Mẹ con cái bà mặc áo bông. Này ông không thoát được khỏi tay tôi nhá. Thế bây giờ ông bà định làm gì tôi? Tôi nói trước nhá, ông bà nhá, đến nước này nhá, xác định tư tưởng sẵn là mất con đi là vừa. Ôi nhá. Trời ơi. Ông nói thế mà nghe được hả? Nói thế mà nghe ông được hả? Ông nói thế nói nào. Cú đu. Cái gì này? Hello, người là má. Hello, father. Hello, father. Ôi giời ơi, con mông mà ông không nhận ra à? Thằng Lộc nhà ông đấy. Ông vừa nói cái gì?
À, nó bảo là nó ở bên Úc về, nó mua cho ông bánh xà phòng pha. Con ông đấy. Rồi, con mình còn không nhận ra. Con biến thành cái gì? Con đội cái mũ vào đã. Thôi con ơi, con dừng tay lại, mà sao chân tay con cứ nhảy lung tung đấy? Bây giờ con không dừng lại được sao rồi. Sao không dừng được rồi? Rồi đi ông, bây giờ không dừng được chân tay rồi. Là sao? Ôi thôi, ăn vào thức ăn của căng cu lu. Ôi thôi, căng cu lu rồi. Con cố dừng lại, dừng lại. Con ơi, con dừng lại. Thôi, con bình tĩnh dừng lại. Dừng lại, khó lắm thôi. Bố bảo này, con bình tĩnh. Con kể lại sự việc cho nó rành rọt để bố nghe, làm sao mà lên đông nỗi này. Ôi, giữ tay con cái để con đấy. Kể được chứ. Nào. Đấy, thì cái hôm bố nó ném con lên máy bay ngồi con gái đấy. Ôi, sao sao nó đưa con sang Úc. Ôi, tưởng đến thành phố hóa ra nó ném con xuống sa mạc. Ôi, sa mạc à? Ôi, sa mạc mênh mông, mênh mông. Sao sao nữa? Ôi, trời ơi. Ở đấy, từ chỗ con ở, cách trường học 2000 km. Chả có cái gì để đi đến trường cả. Thế là con mới xin làm thuê một trang trại. Này lộc ơi, từ mày bỏ ra anh xem cái đầu của mày, đầu Úc này đúng không? Đấy, đúng rồi. Ông thấy không? Không được cái nọ nó phải được cái kia chứ, đầu nó cái này. Bố biết không? Thế đúng rồi. Con làm ở trang trại một ngày, nuôi căng cu ru. Ôi giời ơi. Dọn vệ sinh cho căng cu ru. Con nửa ngày thì phải vào rừng hái táo còn. Ôi giời con ơi, tiền ông bố vẫn gửi cho con đều mà. Có thấy xu nào đâu, mấy lần con điện phải cho bố, nhưng mà không có tiền, không biết được. Với cả đói quá, toàn ăn mì thôi, mới ăn thức ăn của căng cu ru. Thế mà khổ quá. Khổ con đạn bây giờ thôi. Bây giờ con á, nhiễm tính ở căng cu ru rồi bố ạ. Giữ con cái tay ấy không, nhảy đây chết mất. Ông kia, ở nhà tôi ê, thức ăn mà con tôi cho tiền thì suốt ngại thì đến nỗi nó phải ăn mì, có nhục công rồi. Trời ơi, thôi con ơi. Dạ. Bây giờ con ăn tạm cái bánh mì nhá. Bánh mì kẹp chuối con ạ, nó vừa nượn tràn vừa nhiều vitamin. Con ăn tạm một tí. Khổ lên con tôi. Mùi thơm này không ăn được đâu. Đấy. Con ăn thức ăn của kangaroo mùi nó thối cơ. Ăn thức ăn của kangaroo mùi chuối nó không ăn được. Khổ tôi. Con đây, con để đây. Bố tống cái này cho cái thằng cha thằng bốc nó ăn cho nó chết đi. Để tao xử lý cái thằng này. Xử lý cái gì? Đánh đi, ông đánh đi. Hả? Ông nhìn thấy con ông nó thành đạt thế kia mà ông lại vẫn còn kêu thì tôi cũng không hiểu là thế nào nữa. Hả? Ông thấy không? Ở nhà nó có thế này không? Hả? Ông phải đầu tư chứ, bỏ tiền ra con cái nó mới thành người thành thế này được chứ. Tôi hỏi ông nhá, đấy nhá. Ông bỏ ra gần đấy tiền, con ông được du học ở Úc nhá. Nó không những nó giống người Úc mà nó còn giống cả kangaroo của Úc nữa. Thì ông thấy là được chưa? Nó lại còn thêm cả một cái nghề là kỹ sư hái táo. Cái gì đấy, cái gì mập mỹ thì đấy rồi đấy hả? Hương à, Hương, con về rồi à? Thế mà không điện cho mẹ mà xe mang xe ô tô đón con. Hương nào mà Hương, xưa rồi Diễm. Bây giờ không phải là Hương nhá, mà là Julia Hanks. Sự đấy, bà thấy chưa? Bà thấy nó chưa? Cha học được cái gì mà học ăn cao bồi ăn cắp đi ăn cướp này hả con? Trời ơi! Ăn cướp cái gì? Thế bà đã gửi 20.000 đô sang bển chưa? Mẹ không gửi nữa vì con về rồi. À, không gửi gì? Mà không gửi gì, đơn giản. Con, cái gì đấy? Bán luôn. Đấy. Ôi giời ơi, đấy. Bà thấy chưa? Tôi đã bảo là trong du học nó còn có cả du côn nữa. Cho nên là đấy, bà thấy chưa? Mất tiền và đầu tư cho con cái nó phải thế chứ này. Rồi bà xuống bằng gì ấy? Tay à? Xuống tay à? Gì đấy hả chú em? Rồi bắn xuống bằng gì? À, thích chơi súng hả? Tưởng gì bắn xuống bằng tay, ai chả bắn được mấy tay. Hỏi đúng cửa đấy. Chị đây là thường hai tay hai súng, cưỡi ngựa phi dao hút xì gà ngược. Đây nhá, riêng gọi là bắn súng nhá, bắn được cả hai tay, bắn được cả chân nữa này. À, thích ra đằng sau bắn nhau. Bắn nhau đi, bắn nhau đi. Đâu súng đó. Chúng mày bắn nhau đi. Đâu súng này đẹp con nữa rồi ơi. Bố đợi con ra con đấu súng với con này. Tại ông nhá. Bà cứ để chúng nó đọ súng với nhau. Tại ông nhá. Học cái hay không học, học toàn cái giờ thôi. Đấy ông xem bây giờ nó có giống cái con ăn cướp không hả? Ừ, hay thì phải bỏ tiền ra đầu tư cho con cái thì con cái nó mới nửa người nửa ngợm thế này được chứ. Này ông cứ đừng có phủi nhá. Phủi cái gì? Hả? Phủi cái gì? Ông không có trách nhiệm gì cả, ông là phủi phải trôn sơ bảo chứ lại học thế nào chứ? Ông nói về việc học hành rồi nói lại cho chúng tôi. Cái gì? Bây giờ ông phải có lương tâm. Thôi ông bà đừng có nói chuyện lương tâm ở đây nhá. Chính ông bà mới phải xem lại lương tâm của chính mình ấy. Làm bố làm mẹ thế à?
cứ tưởng ném tiền ra xong rồi là vứt các con sang đấy rồi là không thèm tìm hiểu xem là chúng nó có khả năng để mà đi du học hay không. Thế thì nhờ không? Ờ hay nhờ tôi. Bà bảo tôi đưa nó sang Mỹ, tôi đưa sang Mỹ rồi. Ông bảo tôi đưa ra sang Úc, tôi đưa nó sang Úc rồi. Trời ơi, thế bây giờ còn muốn cái gì nữa? Thôi, mà tôi không nói chuyện với ông bà nữa nhá. Mà chính ông bà tìm đến tôi nhá, chứ tôi không bắt bò các ông các bà nhá. Tôi không nói chuyện với ông bà nữa. Nhà tôi còn rất nhiều việc nhá. Còn một đống hồ sơ xin đi du học cái này, tôi về tôi giải quyết nhá. Vâng thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã nhìn thấy một kết quả học tập mà công ty của cái anh Moi đó đã đưa sang nước ngoài đúng không ạ? Chúng ta đã thấy anh ta đã đưa con của những ông bà có tiền đó, và không biết là lúc này thì kết quả đó có làm những bậc phụ huynh hài lòng hay không. Nhưng mà nếu như chúng ta cứ nhìn vào những cái này thì có lẽ chúng ta cũng sẽ nghĩ rằng là chúng ta ở đây hôm nay chỉ nói rằng du học là không hợp lý đúng không ạ? Thực ra thì chúng tôi nghĩ là du học nó có một ý nghĩa và có một những cái ích lợi như nào thì chắc là quý vị và các bạn cũng đã rất là hiểu. Và chúng tôi muốn là mời thầy Do, thầy cũng có thể nói với tất cả mọi người rằng thực ra thì việc du học, kể cả du học tự túc, nó cũng có được những cái ý nghĩa quan trọng như thế nào để mà tất cả chúng ta hiện nay bây giờ đang đặt cái vấn đề du học là một trong những vấn đề quan tâm của rất nhiều những bậc phụ huynh. Nhà nước ta thì rõ ràng cũng chưa phải là nhà nước giàu có gì, nhưng nhà nước cũng cố gắng đầu tư để gửi sinh viên rồi học viên sau đại học đi học nước ngoài với một cái khoản chi phí rất là lớn. Thế thì tại sao lại như vậy? Gia đình đầu tư, nhà nước đầu tư, xã hội đầu tư, bởi vì là du học nó mang lại những cái lợi ích rất là lớn. Người được học ở một cái những cái trường đại học đạt những cái tiêu chuẩn quốc tế thì có thể tham gia vào cái thị trường lao động quốc tế rất là tốt. Du học theo chúng tôi mang lại lợi ích cho cá nhân những người đi du học đã đành, mà mang lại cho cả đất nước, đến đất nước chúng ta hội nhập và phát triển. Chúng tôi nghĩ rằng là với những phát biểu của thầy Do, của cô Hương và với những câu chuyện thực tế trong cuộc sống của chúng ta cũng đã nói rất rõ rằng là dù học ở trong nước hay dù học nước ngoài, cái quan trọng là học bằng những khả năng và những kiến thức của mình và tiếp thu được bằng chính thực lực của mình thì đó mới là điều quan trọng, chứ không phải là chúng ta có bằng của chúng ta, của nước chúng ta hay là bằng của nước ngoài. Cái quan trọng là chúng ta sẽ làm được gì với cái bằng mà chúng ta nhận được, và liệu rằng kiến thức mà chúng ta thu nhận được có đáng để và có đủ để chúng ta mang ra phục vụ cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho đất nước, cho xã hội hay không, thì đấy mới là điều mà chúng ta mong đợi. Với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi chỉ mong rằng với những bạn đang có kế hoạch hoặc là sẽ có chương trình chuẩn bị du học nước ngoài, các bạn hãy tìm hiểu thông tin thật kỹ, các bạn hãy học tập thật tốt để có thể có kết quả tốt nhất, mang lại lợi ích cho bản thân các bạn đầu tiên, cho gia đình các bạn và rộng hơn là cho đất nước của chúng ta. Xin cảm ơn thầy Do, xin cảm ơn cô Hương và xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.